Chào các bác, hôm nay em lên thì các bác một chứng nồi Toshiba cổ áp suất 1.2, dung tích 1.8. Chứng nồi này dành cho gia đình đông người từ 5 đến 10 người. Chạy rất êm luôn. Nấu nhanh. Hèn ra này buổi sáng này, buổi chiều này. Mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Suất bì nòng xong có một vết chấm. Các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 92. Chứng nồi dung tích 1.8 này dành cho gia đình đông người từ 5 đến 10 người ăn. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Chiếc này áp suất 1.2, dung tích 1.8. Mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn, vệ sinh sạch sẽ, quét dọn cẩn thận, chạy rất êm luôn.